Kính thưa quý khán thính giả của Đài Á Châu Tự Do, câu chuyện về những người tị nạn Việt Nam là một câu chuyện lớn trên thế giới sau năm 1975. Mấy chục năm sau, chúng ta tưởng rằng câu chuyện đã chấm dứt, nhưng không phải như vậy. Hiện nay, có rất nhiều người tị nạn Việt Nam đang cư trú, đang sống trong những trại tạm cư ở vùng Đông Nam Á, chủ yếu là Thái Lan và Philippines. Chúng tôi nói chuyện với luật sư Trịnh Hội từ Thái Lan. Luật sư Trịnh Hội là người đang quản lý tổ chức Voice, một tổ chức xã hội dân sự chuyên giúp đỡ những người tị nạn Việt Nam ở những quốc gia này. Xin chào luật sư Trịnh Hội. Dạ vâng, em chào anh và chào khán thính giả của đài ạ. Vâng, câu hỏi đầu tiên cho luật sư là những người tị nạn Việt Nam hiện nay ở Philippines, ở Thái Lan và cũng có thể một vài quốc gia khác nữa, họ là ai thưa anh? Thưa anh, họ là những người Việt Nam vì lý do này, lý do khác đã trốn khỏi Việt Nam trong nhiều năm qua. Có những người thì đã ở bên đây 20-30 năm rồi. Có những người mới qua. Hiện giờ thì nhóm người mà gọi là bất hợp pháp sống ở đây thì rất là đông. Có thể nói là mấy chục ngàn người, nếu không muốn nói là 100.000 người. Nhưng mà nhóm người tị nạn đó, mà xin tị nạn thì khoảng chừng em nghĩ là 1.000-2.000 người thôi thưa anh. À vâng. Tức là trong những cái người này đó thì những cái lý do mà họ rời khỏi Việt Nam là có những cái lý do chính trị và cũng có những lý do kinh tế, phải không thưa anh Trịnh Hội? Chắc chắn là có những cái lý do, có con người chúng ta ai rời khỏi đất nước nhiều lý do chứ không phải vì một lý do duy nhất. Dạ vâng, thì Trịnh Hội vẫn nghĩ rằng là những người mà tị nạn, bất kể là họ xin tị nạn hoặc không tị nạn, thì họ rời khỏi Việt Nam rất là nhiều, vì rất là nhiều lý do. Một trong những lý do đó là kinh tế hoặc là chính trị hoặc là tôn giáo. Nếu mà chúng ta xếp chung những người chạy trốn vì lý do tôn giáo, vì lý do chính trị đó, thì cái nhóm này khoảng được bao nhiêu phần trăm những số người tị nạn ở những cái trại tạm cư hiện nay thưa anh? Thưa anh, mình cần phải phân biệt giữa những người đang tạm trú, gọi là asylum seekers, có nghĩa là những người đang xin tị nạn nhưng mà chưa được công nhận là tị nạn, và những người đã được cao ủy công nhận là tị nạn rồi. Cái con số mà xin tị nạn thì Trịnh Hội nghĩ là cũng phải trên 1.000 người, gọi là asylum seekers. Nhưng mà những người mà đã được công nhận là tị nạn rồi thì Trịnh Hội đoán khoảng chừng được độ vài trăm người trở lại thôi chứ. Dạ vâng. Cái sự đàn áp tôn giáo và chính trị Việt Nam nó có vẻ như là nó tăng lên trong 2 năm vừa qua. Từ cái lúc mà sau cái đại hội 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 2016 đó, thì anh có quan sát thấy là cái số người tị nạn nó có tăng lên trong 2 năm qua không? Dạ vâng, có thưa anh, nhưng mà đã tăng lên không phải là vì vấn đề đàn áp tôn giáo không, mà đàn áp trong tất cả mọi vấn đề thưa anh. Chúng ta cần phải cố gắng hiểu được cái định nghĩa của chữ tị nạn. Một người tị nạn được công nhận là tị nạn nếu có một sự sợ hãi thật sự vì năm lý do. Chính trị chỉ là một trong những lý do đó mà thôi ạ. Ngoài ra đó nó còn chủng tộc, nó còn về tôn giáo, nó còn về một thành phần khác trong xã hội. Thành thử là giống như tất cả những các giống dân khác mà phải xin đi tị nạn thì người Việt Nam chúng ta đã rời khỏi Việt Nam vì nhiều lý do chứ không phải một lý do duy nhất. Dạ vâng. Như vậy những cái công việc cụ thể mà tổ chức Voice của anh Trịnh Hội giúp đỡ những người tị nạn là những công việc gì thưa anh? Cách đây 26 năm thì lần đầu tiên Trịnh Hội làm thì lúc đó là giúp cho đồng bào mình lọc ở bên Hồng Kông. Sau đó thì khi mà qua bên Phi ở bên đó 10 năm á, thì giúp cho những người mà đã rớt thanh lọc nhưng mà bị kẹt lại ở bên Lục Tân, và nhờ cái sự vận động tranh đấu của chúng ta thì hầu tuyệt đại đa số mọi người đã được đi định cư hết rồi. Hiện giờ bên Phi chỉ còn kẹt 3 hồ sơ mà thôi. Sau đó thì qua bên trường hợp bên Thái Lan thì bên Thái Lan có một nhóm người thuyền nhân trước đây thì đã được giúp sang bên Canada trong 3 năm vừa qua, 108 người. Vẫn còn một số hồ sơ còn bị kẹt lại. Còn riêng trong tương lai thì Voice cùng với Voice Canada sẽ đứng ra giúp đỡ 50 người tị nạn. 50 người tị nạn đó có những người đa số đều được công nhận là tị nạn, có một số nhỏ chưa được công nhận là tị nạn nhưng mà vẫn sẽ được giúp đi. Dạ vâng. Dạ vâng. Anh Trịnh Hội vừa đề cập tới cái chữ thanh lọc đó, anh có thể nói rõ hơn cho các quý khán thính giả hiểu rõ cái thanh lọc nó là như thế nào không anh? Dạ vâng, thưa anh, từ năm 75 đến năm 89 thì tất cả những người Việt tị nạn một khi mà họ đi vượt biên và họ đến được một cái nơi như là Thái Lan hoặc Mã Lai thì họ không cần phải đi thanh lọc và họ được đi thẳng sau một thời gian kẹt ở trại tị nạn, có thể là 3 tháng, 6 tháng hoặc 1 năm. Nhưng mà sau năm 89 thì nó có một chương trình thanh lọc. Dạ vâng. Chương trình thanh lọc có nghĩa là để cho chính phủ, chính quyền sở tại hoặc là cao ủy
họ phỏng vấn mình và họ quyết định coi mình có được công nhận là tị nạn hay không. Thì đó là chương trình thanh lọc. Dạ vâng. Anh có biết gì về những cái trường hợp mà những cái người rớt thanh lọc rồi bị trở về Việt Nam rồi họ có bị đối xử như thế nào không hay không anh? Dạ có chứ anh, có rất nhiều người bị chứ. Trình Hội còn nhớ là lần đầu tiên mà Trình Hội về lại Việt Nam, đó là vào năm 96, để mà đi tìm hiểu xem là những người hồi hương họ có bị sách nhiễu hay không. Thì cái mức độ sách nhiễu và ai bị sách nhiễu nó tùy vào cái thời gian mà họ hoạt động ở trong trại cũng như là cái nơi họ về, thưa anh. Năm 96 theo cái chương trình CPA thì Cao Quỷ buộc phải quay trở về. Thì cũng bước về số người ở trong khu A thì còn có khoảng 1.400 người bị họ không chịu hồi hương, cho nên rốt cuộc cũng phải cưỡng bức họ về. Về năm 96 toàn bộ về năm 96 hết. Cái câu hỏi cuối cùng cho anh Trịnh Hội là thế này, tức là hiện nay trên thế giới chúng ta cũng biết là những cái quốc gia mà tiếp nhận người tị nạn đó thì họ đang phải đối phó với những cái vấn đề về chính sách đối nội của họ, những vấn đề về nhập cư trở nên khắt khe hơn. Thì trong cái tình hình mới như thế thì cái việc chấp nhận người tị nạn Việt Nam có lẽ khó khăn hơn, và cái việc làm của VOI có lẽ phải khó khăn hơn, phải không thưa anh? Dạ vâng, đúng vậy thưa anh. Hiện giờ thì mỗi năm chúng ta cũng biết là cái gì nó cũng khó khăn hơn. Trước đây ví dụ giống như là giúp bên Thái Lan, bên Philippines thì không phải giúp về tiền bạc, còn bây giờ là chính phủ Canada buộc là chúng ta phải trang trải tất cả mọi chi phí, bao gồm kể cả cái tiền mà những người bảo trợ phải ứng ra để mà giúp đỡ người tị nạn qua một năm đầu. Đúng là khó khăn hơn thưa anh, nhưng mà em vẫn nghĩ rằng là nếu mà chúng ta cố gắng, cộng đồng chúng ta cố gắng giúp đỡ thì chúng ta vẫn giúp đỡ được thưa anh. Hiện giờ thì ở bên Canada họ có một chương trình nó gọi là private sponsorship và chương trình bảo trợ tư nhân. Thì cộng đồng mình càng lớn, càng lên tiếng mạnh mẽ, càng tìm được nhiều người bảo trợ thì mình càng giúp được nhiều người hơn thưa anh. Dạ vâng, vâng. Xin rất là cảm ơn anh Trịnh Hội đã tham gia buổi trò chuyện của chúng tôi. Cảm ơn quý khán thính giả của Đài Tự Do theo dõi cuộc trao đổi này. Và chúc anh Trịnh Hội cùng tổ chức Voice tiếp tục những cái công việc thiện nguyện để giúp đỡ cộng đồng người tị nạn Việt Nam tại các quốc gia Đông Nam Á. Xin chào anh.